Nó có mấy ký vậy? Này nó là gần 2 ký phải không? Tầm 2 ký. Đây. Thế này hôm bữa lớn nhiêu? Cái phần phía sau nè. Cái đợt đầu đó là đợt đầu đứng 52 triệu. Đợt 2 là 100. Còn phần đợt 3 là mình chuyển khoản là 110. Có 1 tỷ. 1 tỷ. À 110. Chuyển ra là đợt 2 nữa là 500. Đợt 3 là tới 600. Đợt đầu có 3 tháng 7. Vậy là cái lón này 1 tỷ 846 triệu. Bù thêm là 480. Bù thêm 484 triệu. 484 triệu. À, đây 100 nữa là em còn thói lại anh là em thói anh lại là 16 triệu nữa. Nhưng mà cái nón này em là thợ chánh làm luôn rồi. Đây là thợ chánh của bên tiệm vàng Trung Nguyên làm cái nón này là mình mất thời